Chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh này để hiểu thêm về lý thuyết mật mã Holland. Các anh chị chú ý rằng trong lý thuyết mật mã Holland chia những người chúng ta ra thành 6 nhóm với những sở thích và khả năng khác nhau. Chúng ta hãy nhìn vào nhóm đầu tiên, đó là nhóm kỹ thuật. Như đã nói ở trên, các em thuộc về nhóm kỹ thuật thông thường có những sở thích làm việc với các vật cụ thể, với máy móc, dụng cụ, cây cối, con vật hoặc các hoạt động ngoài trời. Khi chúng ta quan sát các em hay trò chuyện cùng các em, những đặc điểm để giúp cho các em cũng như người tư vấn biết các em thuộc nhóm kỹ thuật đó là khi chúng ta thấy các em có sở thích rất nhiều đến thể thao, các em giỏi về thể thao, có thể chơi bất cứ một môn nào một cách rất là nhanh chóng, học rất là nhanh và thích chơi cùng với bạn bè, sử dụng sự khéo léo của cơ thể. Hoặc khi các em tâm sự rằng các em rất thích ngồi ở trên máy vi tính, sử dụng nó, hoặc mày mò sửa chữa nó, hoặc tìm hiểu một phần mềm nào đó mới mà không hề chán. Hay khi các em nói đến những hoạt động như trồng cây, cắm hoa, làm những việc mà cần sự khéo léo của tay chân mà không chán và rất thích và thông thường được bạn bè khen ngợi, đó là những dấu hiệu cho thấy các em thuộc về nhóm kỹ thuật. Chúng ta hãy đi qua nhóm tiếp theo, đó là nhóm nghiên cứu. Những em thuộc nhóm này có những đặc tính thích quan sát, thích tìm tòi, khám phá, học hỏi, điều tra, phân tích, đánh giá hoặc giải quyết vấn đề. Các em là những người rất thường hỏi những câu hỏi được gọi là oái oăm ở trong lớp. Các em không dễ dàng thỏa mãn với câu trả lời của các thầy cô nếu như các em không đào sâu nghiên cứu. Thông thường khi chúng ta thấy những em học trò giỏi về toán lý hóa hoặc những em có khả năng tư duy cao hay hỏi những câu hỏi hóc búa thì các em thông thường thuộc về nhóm này. Khi trò chuyện các em cũng có thể chia sẻ là các em rất thích những cái chương trình như là thế giới động vật hoặc là về không gian. Bất cứ chương trình nào mà các em phải tìm hiểu, lắng nghe và học hỏi nhiều, đó cũng là những dấu hiệu chỉ cho chúng ta thấy các em thuộc về nhóm nghiên cứu. Ở trong lớp, các em thường giỏi trong những môn có liên quan tới thí nghiệm, tìm hiểu và đọc thêm về lý thuyết rất nhiều. Chúng ta quan sát cũng sẽ biết trong lớp chúng ta những em nào thuộc về nhóm nghiên cứu. Nhóm tiếp theo mà tôi muốn nhắc đến đó là nhóm nghệ thuật. Nhóm này có những đặc điểm là các em thường có sở thích và khả năng về nghệ thuật, có khả năng sáng tác, có trực giác tốt và thích làm việc trong các tình huống không có kế hoạch trước, như dùng trí tưởng tượng và sáng tạo. Đây là một nhóm rất đặc biệt với những cá tính rất là lạ. Ở trong môi trường giáo dục của chúng ta, thông thường các em ít nổi bật trừ khi những dịp như là ngày lễ 20 tháng 11, làm báo tường, các dịp mà các em cần phải chứng tỏ khả năng sáng tạo cũng như khéo léo về nghệ thuật. Đó là lúc mà bạn bè cũng như thầy cô biết về những em thuộc về nhóm nghệ thuật. Các em giỏi trong diễn, hát, đóng kịch, sắp xếp những buổi biểu diễn. Các em có sáng tạo về viết lách, về màu sắc. Bạn bè thường hay nhờ các em vẽ cho mình vào những trang lưu bút hoặc là chọn quần áo dùng, hoặc là trang điểm, hoặc là cho những lời khuyên về cách ăn mặc ra sao cho đẹp, đi sinh nhật đám cưới thì mặc gì. Đó là những ví dụ cụ thể của các em thuộc nhóm nghệ.
Ngoài ra, các em cũng có thể làm cho thầy cô và ban cán bộ lớp đau đầu về cái cá tính ít khi thích theo luật lệ và những đòi hỏi mà nhà trường ra. Ví dụ như kiểu tóc như thế nào, quần áo mặc ra sao, phải đeo khăn quàng đỏ như thế nào, phải đến đúng giờ như thế nào. Các em trong nhóm nghệ thuật thông thường rất là khó theo những luật lệ mà xã hội hoặc là môi trường dành ra cho mình. Nhóm thứ tư mà chúng ta muốn nhìn đến đó là nhóm xã hội. Những bạn ở trong nhóm này thích làm việc, cung cấp hoặc làm sáng tỏ thông tin, thích giúp đỡ người khác, huấn luyện, chữa trị hoặc chăm sóc sức khỏe cho người khác, có khả năng rất tốt về ngôn ngữ. Ở trong một lớp học, thông thường các em mà hay được bạn bè tìm đến để sẻ chia và tâm sự chuyện tình cảm, chuyện bạn bè, chuyện gia đình. Thông thường đây là những em thuộc về nhóm xã hội. Hoặc khi quý thầy cô quan sát sẽ thấy ngay lập tức lúc nào mà quý thầy cô cần giúp đỡ hoặc các bạn khác cần giúp đỡ thì đây là những lúc các em này sẽ tỏ thái độ đầu tiên là để em giúp cho ạ, hoặc là để mình giúp bạn nha. Đặc điểm nổi trội của nhóm xã hội đó là họ luôn thích giúp đỡ người khác và họ rất sợ những mâu thuẫn xảy ra trong nhóm hoặc trong lớp. Không có nghĩa rằng các em thuộc nhóm xã hội phải làm việc trong công tác xã hội, mà là các em có thể làm trong bất cứ lĩnh vực nào, từ kinh doanh cho đến ngành y, cho đến nghệ thuật. Nhưng thông thường những đặc điểm của công việc mà các em làm sẽ liên quan tới việc làm cho người khác vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhóm thứ năm là nhóm quản lý. Các bạn trẻ thuộc về nhóm quản lý có những sở thích và khả năng thích làm việc với những người khác, có khả năng tác động, thuyết phục, thể hiện lãnh đạo hoặc quản lý các mục tiêu của tổ chức, các lợi ích kinh tế. Ở trong môi trường lớp học, thầy cô sẽ dễ dàng thấy những em thuộc về nhóm quản lý. Thông thường các bạn này ở trong ban cán sự quản lý lớp, các bạn ở trong đoàn, trong đội rất là năng động, rất là giỏi trong việc thuyết phục bạn bè mình, có thể đứng ra và chịu trách nhiệm trước thầy cô. Những em ở trong nhóm quản lý có khả năng thuyết phục người khác, nói chuyện lưu loát và thông thường dễ dàng được các bạn đồng lứa tin cậy và làm theo. Nhóm cuối cùng trong 6 nhóm tính cách theo lý thuyết mật mã Holland được gọi là nhóm nghiệp vụ. Ở đây, các bạn trẻ thuộc về nhóm này thích làm việc với các dữ liệu, con số, có khả năng làm việc văn phòng, thống kê, thực hiện các công việc đòi hỏi chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận hoặc làm theo hướng dẫn của người khác. Trong lớp, thầy cô có thể thấy được các em thuộc về nhóm nhóm nghiệp vụ bằng cách là quan sát thấy thông thường đây là những em mà các bạn hay mượn tập về để chép lại. Lý do là vì tập của các bạn này rất rõ ràng, chi tiết và dễ hiểu. Trong những hoạt động ngoài khóa của trường và lớp, các bạn rất là khéo léo và giỏi trong việc tổ chức và nhớ đến những chi tiết đúng thời gian. Đó là những đặc điểm của các em thuộc về nhóm nghiệp vụ. Vừa rồi, Phoenix đã giải thích đến quý thầy cô về những đặc điểm của 6 nhóm sở thích theo lý thuyết mật mã Holland. Chúng ta có thể dùng mô hình này ngồi xuống cùng với các em trò chuyện và qua tư vấn tường thuật có thể hiểu được em thuộc về nhóm nào. Các em có thể thuộc về một, hai hoặc ba nhóm cùng một lúc không sao hết. Nhưng khi đã biết được rằng mình thuộc về nhóm nào sẽ dễ dàng hơn cho các em để nối thông tin này đến việc chọn lớp học vào chọn ban học khi lên lớp 10 hoặc là chọn ngành học hoặc là học nghề sau lớp 12. Phoenix sẽ giải thích hơn về cách nối thông tin này như thế nào trong những video tiếp theo. Thank you.
Để giải thích kỹ hơn về mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp, Phoenix xin đưa một ví dụ thực tiễn của cơ quan dự báo nhân lực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy nhìn vào bài viết mới nhất của dự báo nhân lực thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây họ nói rằng các ngành công nghệ cao của thành phố đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, các ngành đòi hỏi công nghệ cao như công nghệ thông tin, điện, điện công nghiệp, điện lạnh, cơ khí, điện tử, viễn thông thu hút khá nhiều lao động. Dự báo trong các năm tới, lao động có chuyên môn kỹ thuật cao, lao động lành nghề sẽ đóng vai trò chủ. Vậy nếu như chúng ta liên hệ thông tin mới nhất của dự báo nhân lực thành phố Hồ Chí Minh vào mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu một em nào đó sau khi đọc tin tức này và quyết định rằng hay là để có một công việc ổn định trong tương lai thì mình học ngành công nghệ thông tin đi, mình học ngành công nghệ điện đi. Đó là một quyết định dựa trên quả và quyết định như vậy rất là nguy hiểm. Nếu như mà các em đọc thông tin xong, quay trở lại và nói mình thuộc nhóm kỹ thuật và nghiệp vụ, mình cũng thuộc nhóm nghiên cứu, mình thích học về kỹ thuật, mình thích học về công nghệ cao, mình có khả năng học rất nhanh, mình nên học về ngành này. Tại vì thứ nhất, nó phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Thứ hai, theo dự báo nhân lực, ngành này có phát triển rất tốt trong những năm kế tiếp. Đó là một quyết định dựa trên rễ và là một quyết định nghề nghiệp rất là đúng đắn. Vậy khi ở trong vai trò của một tư vấn viên, của một thầy cô chủ nhiệm, được gia đình và các em hỏi nên học ngành gì, chúng ta ứng dụng lý thuyết cây nghề nghiệp như thế nào? Trước tiên, chúng ta khuyến khích cha mẹ và các em hãy tìm hiểu về bản thân trước để xem thử nhóm sở thích và nhóm khả năng của các em thuộc về nhóm nào. Sau đó, chúng ta khuyến khích các em và gia đình tìm hiểu những ngành nghề có liên quan hoặc là phù hợp với nhóm sở thích và khả năng của các em trước, để xem thử với hai nhóm này, với những kiến thức về bản thân như thế, các em nên học những ngành nghề nào thì phù hợp. Sau đó, chúng ta cùng với gia đình và các em có những bài tập để tìm hiểu xem nếu học những ngành nghề này, nếu học những trường này, nếu theo công việc này, thì tương lai, theo như dự báo nhân lực, theo như kinh tế của Việt Nam, cơ hội việc làm của các em có tốt hay không? Dùng mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp để cho chúng ta trong vai trò tư vấn hướng nghiệp có thể giúp cho người được tư vấn, ở đây là cha mẹ và các em, có một quyết định dựa trên rễ và dựa vào môi trường kinh tế Việt Nam. Đó là cách mà chúng ta sẽ sử dụng mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp trong công tác tư vấn hướng nghiệp. Khi nhìn vào mô hình lý thuyết hệ thống, chúng ta sẽ hiểu rằng quyết định nghề nghiệp của mỗi người không đơn giản chỉ là quyết định của người ấy, mà là một quyết định được ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố xung quanh họ. Mô hình lý thuyết hệ thống được dùng để giải thích điều này. Khi chúng ta nhìn vào hình này, sẽ thấy vòng tròn ở giữa đại diện cho mỗi người chúng ta, gồm có những đặc điểm như là niềm tin, sở thích, sức khỏe, khả năng, cá tính, vân vân và vân vân. Nếu một người chỉ dựa vào những yếu tố ấy để ra quyết định nghề nghiệp của mình, như là sẽ học ngành nào, thi vào trường nào, theo công việc nào, thì sẽ rất đơn giản. Nhưng trong thực tế, quyết định nghề nghiệp của mỗi người sẽ được ảnh hưởng bởi rất nhiều những yếu tố khác. Ví dụ như người ấy đến từ làng, xóm, xã, huyện hoặc tỉnh nào. Hoặc là người ấy học ở trong trường nào, trường chuyên hay trường thường. Hay là
người ấy đến từ gia đình có khả năng kinh tế như thế nào. Tất cả những yếu tố đó sẽ quyết định xem một bạn trẻ sẽ đi học ở nơi nào, vào trường nghề hay trường đại học hay cao đẳng, học ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Về lý thuyết hệ thống này, chúng ta sẽ dùng nó ở trong tư vấn hướng nghiệp như thế nào? Các anh chị thầy cô để ý khi các em bước vào trong phòng tư vấn hướng nghiệp, các em sẽ cho chúng ta những câu chuyện nghề nghiệp của mình, những ước mơ của mình. Và sau khi chúng ta giúp cho các em tìm hiểu về sở thích, về khả năng, về năng lực học tập và hướng cho các em đến một nhóm sở thích nào đó, rồi các em bắt đầu tìm hiểu xem trường nào và ngành nào và công việc nào sẽ làm trong tương lai. Trong suốt thời gian này, quý anh chị phải để ý rất kỹ để lắng nghe được xem ai là người ảnh hưởng các em nhất trong quyết định nghề nghiệp. Có khi các em chọn một trường học gần nhà hay một trường học xa nhà chỉ vì bạn thân của mình sẽ học ở đó. Có khi em thi vào một trường nào đó chỉ vì trong lớp mình có rất nhiều bạn cũng thi vào trường ấy. Hoặc có khi em học một ngành hoặc một trường mà không phù hợp với sở thích và khả năng chỉ vì ba mẹ em xem trọng trường đó, hoặc vì trong gia đình em có một anh chị em họ nào đó đã học và rất thành công trong ngành ấy. Đó là lúc mà chúng ta phải dùng mô hình lý thuyết hệ thống để hiểu hơn về ca tư vấn đang có trước mặt của chúng ta. Vậy thì nếu như trong trường hợp em ấy quyết định học ngược lại với sở thích và khả năng của mình chỉ vì theo ý kiến của cha mẹ mình, thì anh chị phải làm gì đây? Đó sẽ là quyết định của mỗi người tư vấn của chúng ta. Thông thường, Phoenix thường hay làm tư vấn chung cho các em và gia đình trong những trường hợp như vậy, để giải thích cho các bậc cha mẹ hiểu rằng một quyết định nghề nghiệp nếu không dựa trên rễ cây nghề nghiệp sẽ rất là nguy hiểm. Đó là lúc mà Phoenix sẽ đưa cho quý vị phụ huynh, các bậc cha mẹ cùng các em xem lại mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp để thuyết phục họ rằng rất quan trọng khi các em học một ngành hoặc một chương trình nào đó phù hợp với sở thích và khả năng của các em. Và chỉ khi các em dựa vào những rễ cây ấy để ra quyết định nghề nghiệp của mình thì các em mới có được những cái trái, như là có cơ hội việc làm tốt, một công việc ổn định và có lương cao chẳng hạn. Trong những trường hợp mà quý thầy cô có dịp gặp cha mẹ của các em thì việc thuyết phục không khó khăn lắm. Nhưng ở những trường hợp khác, khi cha mẹ không có giờ lên gặp hoặc không muốn gặp hoặc không muốn lắng nghe, thì chúng ta phải giúp cho các em có khả năng để làm sao trò chuyện với cha mẹ để ra quyết định tốt nhất cho mình. Ở trong rất nhiều trường hợp, thông thường các em sẽ dung hòa giữa điều mình muốn và điều cha mẹ muốn để chọn ra một kết quả tốt nhất. Cho dù các em quyết định như thế nào, ở trong vai trò tư vấn hướng nghiệp, chúng ta chỉ cho thông tin, trình bày những lý thuyết, nhưng cuối cùng quyết định vẫn phải là do các em chọn. Bởi vì các em phải là người chọn để các em chịu trách nhiệm hành động của mình. Tuyệt đối chúng ta không nên nói rằng nếu em đi con đường này chắc chắn sẽ sai, nếu em đi con đường kia sẽ đúng hơn. Chúng ta không nên làm như vậy. Chúng ta chỉ có thể cho các em thấy dựa theo lý thuyết này và kinh nghiệm của cô, của thầy, dựa theo những thông tin đã có và những trải nghiệm cô, thầy đã thấy trong những học sinh trước đây, thì những quyết định dựa trên lý thuyết, dựa trên những mô hình này sẽ rất tốt. Nhưng với mỗi người sẽ có những hoàn cảnh khác nhau và có những lúc mà các em sẽ làm những quyết định. Có thể rằng trong vai trò tư vấn chúng ta không thấy rằng tốt nhất đâu, nhưng đối với các em tốt nhất là được rồi. Và miễn rằng các em hiểu rằng vì sao mình làm quyết định như vậy và sẵn sàng hiểu được những hệ quả có thể xảy ra với quyết định ấy là được rồi. Vậy thì chúng ta trong vai trò những người tư vấn hiểu rõ mô hình lý thuyết hệ thống để biết rằng hiện tại với một em học sinh, một em sinh viên ngồi trước mặt mình, yếu tố nào, người nào, hoàn cảnh nào
đang ảnh hưởng các em nhiều nhất. Rồi chúng ta giúp cho các em hiểu được sự ảnh hưởng ấy, từ nguyên tố ấy, rồi sau đó các em sẽ quyết định dựa trên sự hiểu biết đó. Một trong những lo lắng lớn nhất của các bậc cha mẹ cũng như bản thân các học sinh đó là làm sao để sau khi em hoàn tất chương trình đào tạo mà em kiếm được một công việc làm tốt. Vậy chúng ta hãy nhìn đến khả năng tuyển dụng. Đây là một cách nói ngắn gọn để chỉ về khả năng của một người có thể kiếm được một công việc tốt sau khi họ hoàn tất chương trình đào tạo của họ. Vậy thì khả năng tuyển dụng bằng với kỹ năng thiết yếu của một người, cộng với mạng lưới chuyên nghiệp của người ấy và nhu cầu tuyển dụng. Để nói rõ hơn về công thức này, tôi xin mời các anh chị nhìn về nhu cầu tuyển dụng bằng cách xem một bản mô tả công việc được đăng ở trên mạng. Đây là bản mô tả công việc được đăng ở trên trang tìmviệcnhanh.com, vị trí là nhân viên giao dịch khách hàng. Các anh chị sẽ chú ý ở đây họ nói trình độ cao đẳng nhưng không hề nói phải là cao đẳng học của ngành nào. Kinh nghiệm ghi rằng chưa có kinh nghiệm, mức lương sẽ là mức lương thỏa thuận. Thời gian thử việc nhận việc ngay. Ngành nghề là bán hàng, chăm sóc khách hàng, kinh doanh và ở thành phố Hà Nội. Đây là bảng mô tả. Những trách nhiệm mà người làm việc ở trong vị trí này phải làm đó là chăm sóc khách hàng, làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty, bán hàng, kê đơn hàng, hỗ trợ công tác bán hàng cho các khu vực, tổng hợp đơn hàng, soạn đơn hàng. Nhìn qua cái phần mô tả này chúng ta có thể thấy rằng một người nhân viên làm ở công việc này phải có những khả năng liên quan đến khả năng làm việc với người khác, khả năng giao tiếp với người khác, khả năng để ý chi tiết, làm việc với giấy tờ, làm việc với hàng hóa, một ít khả năng về bên kế toán nữa. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào phần những nhóm sở thích thì chúng ta sẽ thấy rằng công việc này sẽ phù hợp với một bạn trẻ ở có các nhóm, ví dụ như là sở thích của nghiệp vụ nè, sở thích xã hội nè và sở thích quản lý nữa. Các bạn có ba nhóm này hoặc hai trong ba nhóm này đều có thể làm công việc vừa rồi. Hãy nhìn tiếp bản mô tả công việc này thì chúng ta sẽ thấy kỹ năng chính mà họ cần ở nhân viên này là nhanh nhẹn và hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục được khách hàng. Bây giờ chúng ta quay lại công thức về khả năng tuyển dụng nhé. Vậy thì ở trong công việc vừa rồi thì chúng ta thấy cái kỹ năng thiết yếu mà một bạn trẻ cần phải có đó là nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng. Thêm vào đó các bạn phải có những khả năng như là chú ý về chi tiết, biết cách làm giấy tờ, chăm sóc về hàng hóa, biết nói chuyện với khách hàng như thế nào, vân vân và vân vân. Nếu như một bạn trẻ có đầy đủ những khả năng vừa rồi và công ty đang tuyển dụng, vậy thì họ nộp đơn lên là họ được nhận phải không? Xin không. Tại vì khi bất cứ một công việc nào được đưa vào tìmviệcnhanh.com, vietnamworks.com, kiếmviệc.com, tất cả những nơi tuyển dụng ở trên mạng thì thông thường sẽ có từ 100 cho đến 1.000 đơn được nộp vào. Vậy thì để cho cơ hội của một thư của một bạn trẻ được đọc rất là khó. Do đó mạng lưới chuyên nghiệp của mỗi người phải rất mạnh.
Ở đây có nghĩa là một bạn trẻ trong thời gian học trong chương trình đào tạo, họ phải rất là hoạt động rất là nhiều, họ phải nhanh nhẹn, họ phải tham gia các hoạt động của trường, họ phải tham gia các hoạt động từ thiện hoặc là hoạt động câu lạc bộ chẳng hạn. Thì trong suốt thời gian đó họ sẽ xây dựng được một làn lưới chuyên nghiệp rất tốt. Họ xây dựng thêm những kỹ năng thiết yếu như là giao tiếp với người xung quanh, biết cách nói chuyện với người xung quanh. Vậy thì khi ra trường không cần biết rằng bạn ở trong cái chương trình cao đẳng nào hay đại học nào, sẽ có rất nhiều công việc cho những người chưa có kinh nghiệm, và đòi hỏi chỉ là những kỹ năng thiết yếu, những kiến thức rất là căn bản về kinh doanh, về khách hàng, và quan trọng là cái mạng lưới chuyên nghiệp của bạn có tốt không và công việc đó có đang được tuyển dụng hay không. Vậy thì chúng ta nói về khả năng tuyển dụng này để đặt nó vào trong tư vấn hướng nghiệp như thế nào? Chúng ta dùng khả năng tuyển dụng, công thức của khả năng tuyển dụng này để giải thích cho các bạn trẻ cũng như các bậc cha mẹ hiểu rằng rất quan trọng khi họ chọn một ngành học và một chương trình học phù hợp với khả năng của họ, với sở thích của họ. Vì chỉ khi họ học một ngành đúng với khả năng và sở thích thì những kỹ năng của họ mới tốt và họ mới có thời gian rảnh để sinh hoạt, làm những hoạt động ngoại khóa để xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp của mình. Và sau khi ra trường, tùy vào nhu cầu tuyển dụng như thế nào mà chúng ta sẽ nộp đơn vào nơi ấy. Nhưng nếu như hai điều kiện tiên quyết đó là khi họ học ngành không đúng với sở thích và khả năng của họ, thì cơ hội để họ xây dựng kỹ năng thiết yếu rất tốt, không cao lắm, và mạng lưới chuyên nghiệp của họ, họ sẽ không có thời gian để xây dựng những mạng lưới chuyên nghiệp của mình. Vậy thì để lặp lại, chúng ta hẳn dùng khả năng tuyển dụng này để làm việc với những người chúng ta tư vấn và cho họ hiểu rằng quyết định nghề nghiệp dựa trên mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp, nghĩa là quyết định dựa trên sở thích và khả năng của một người rất là quan trọng. Chị thân mến, mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất của một giáo viên tư vấn hướng nghiệp đó là làm sao giúp cho các học trò của mình có được những năng lực hướng nghiệp tốt để các em có thể chuẩn bị ở từng bậc lớp 9, 10, 11, 12, chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình để có được quyết định nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai. Ba năng lực hướng nghiệp mà chúng ta muốn các em có đó là khả năng xây dựng nhận thức bản thân. Các em phải hiểu được sở thích và khả năng của mình, học lực của mình để từ đó có thể chọn ra con đường phù hợp cho bản thân. Năng lực hướng nghiệp thứ hai, đó là các em phải bắt đầu xây dựng nhận thức nghề nghiệp. Bước đầu tiên là phải tìm hiểu các chương trình đào tạo và giáo dục ở trong ngành giáo dục, sao cho phù hợp với khả năng và sở thích của mình để có được quyết định đúng đắn. Và năng lực hướng nghiệp cuối cùng đó là sao cho các em có thể xây dựng được kế hoạch nghề nghiệp dựa trên kiến thức về bản thân và về thế giới nghề nghiệp quanh mình. Ở trong các phần tài liệu khác, ví dụ như tài liệu giúp cho quý anh chị giáo viên tư vấn nhóm lớn và nhóm nhỏ, Phoenix đã có nói rất rõ ràng cách cho các anh chị có thể giúp cho học trò của mình phát triển được năng lực hướng nghiệp như thế nào.
Trong phần này, Phoenix chỉ xin giới thiệu ngắn gọn cách vận dụng các kỹ năng, hai liệu pháp, mô hình và lý thuyết hướng nghiệp để hỗ trợ học sinh trung học phát triển các năng lực hướng nghiệp của mình ở trong tư vấn cá nhân. Bước đầu tiên, các em có thể tìm hiểu bản thân, tìm hiểu nhóm sở thích và khả năng của mình qua trắc nghiệm theo lý thuyết mật mã Holland. Sau khi các anh chị đã giúp được các em tìm hiểu được nhóm sở thích và khả năng của mình, bước kế tiếp là giúp cho các em tìm hiểu về học lực của mình, giúp cho các em hiểu rằng vì hệ thống giáo dục của chúng ta hiện tại chưa khuyến khích những môn sáng tạo như nhạc, họa hay kỹ thuật, hoặc thể thao, sửa chữa, hoặc các môn kinh tế. Do đó, học sinh học yếu văn hóa không có nghĩa là em ấy không có khả năng. Chúng ta phải khuyến khích em ấy đối diện với lực học của mình để có thể chọn lựa một nghề nghiệp sao cho phù hợp với khả năng, hơn là chọn đi thi đại học đại chỉ vì không muốn người khác biết rằng mình không có khả năng học. Tiếp theo, các anh chị hãy giúp cho các em hiểu được yếu tố gia đình, xã hội và kinh tế ảnh hưởng đến quyết định của các em như thế nào. Các em có quyền quyết định mình sẽ học ở đâu, sẽ làm gì trong tương lai hay không. Nếu như em không thể quyết định, đôi khi theo ý gia đình lại là điều quan trọng nhất vì nó làm cho em dễ chịu, vì em không bị áp lực của gia đình. Vậy thì em sẽ làm gì với ngành mà em yêu thích nhất? Em hoàn toàn bỏ nó chăng? Thật ra không học được cái mình thích cũng không sao, vì trong lúc em đi học, em có thể sinh hoạt, học thêm và làm những hoạt động ngoài giờ để theo đuổi thứ mà em thích. Nếu các em làm các bước vừa rồi tốt là các em đã xây dựng được năng lực hiểu rõ bản thân rồi, hiểu rõ mình có sở thích gì, có khả năng gì, ai ảnh hưởng mình nhất, năng lực học của mình ra sao, những hoàn cảnh gia đình của mình như thế nào, kinh tế gia đình có cho phép mình học ngành này, ngành kia, đi học xa hoặc đi học gần hay không. Tất cả những điều đó là năng lực nhận thức bản thân. Bước tiếp theo, các anh chị sẽ giúp cho các em học sinh của mình tìm hiểu thị trường đào tạo. Một trang web mà chúng tôi thấy có thông tin rất là nhiều, khá là đầy đủ, đó là trang thông tin tuyển sinh.vn. Là một trang mà các em có thể vào để xem thông tin và tìm hiểu rõ ràng. Bước đầu tiên mà chúng ta muốn các em phải làm được đó là tìm hiểu các ngành đào tạo. Thông thường, ngành đào tạo sẽ có sự liên hệ rất chặt chẽ với nhóm sở thích và khả năng mà các em đã tìm hiểu và đã biết trên đây. Em phải tìm hiểu thêm về các ngành đào tạo này để xem thử ngành đào tạo nào sẽ phù hợp với bản thân mình nhất, dựa trên kiến thức về bản thân mà em đã có trước đây. Bây giờ chúng ta hãy vào xem chương trình đào tạo ở đây. Ở phần chương trình đào tạo này, các anh chị để ý, sẽ có nhiều chương trình khác nhau. Vậy những học trò nào mà tự tin có thể thi vào đại học, tức là nhóm các em có học lực giỏi và xuất sắc, thì các em nên vào xem các ngành đào tạo của đại học là ở đây. Khi các em đã vào trang này rồi, chúng ta nói với các em, cho các em bài tập về nhà là xem các khối ở trong chương trình đào tạo này. Ví dụ như, khi các em đọc ngành khối ngành khoa học tự nhiên, thì những em có nhóm sở thích và khả năng ở trong nhóm nghiên cứu có thể sẽ thích nhóm này. Nhưng ngược lại, những em ở trong nhóm xã hội có thể sẽ thích khối ngành khoa học xã hội và khối ngành nhân văn. Do đó, đây là bài tập mà các em phải về nhà đọc và tìm hiểu trước khi quay lại gặp các anh chị một lần nữa. Bài tập này rất quan trọng ở chỗ là mình phải cho các em tìm hiểu phù hợp với năng lực học tập của mình. Cho các em học sinh giỏi sẽ tìm vào chương trình đào tạo của bậc đại học. Các em trình độ khá thì nên vào các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng hoặc là đại học tư. Dù như các ngành đào tạo trình độ cao hẳn ở đây thì cũng sẽ có những cái khối ngành phù hợp với cả 6 nhóm sở thích khác nhau. Và cho các em ở trình độ học trung bình hoặc yếu thì các ngành đào tạo nghề, các ngành đào tạo hệ trung cấp nghề hoặc là các nghề như trang điểm thẩm mỹ, quản trị doanh nghiệp nhỏ, chăm sóc da cũng là những nghề phù hợp với các nhóm sở thích và khả năng khác nhau.
Điều quan trọng ở đây là các anh chị cho các em học trò của mình có một cơ hội tự tìm hiểu, tự làm bài tập, tự xem những thông tin này và từ đó nối những thông tin này với kiến thức về bản thân mà mình đã giúp cho các em trong năng lực đầu tiên, đó là năng lực hiểu rõ bản thân. Sau khi các em đã khoanh vùng được ngành học, nơi nào phù hợp với mình, ngành nào phù hợp với mình, mức độ đại học, cao đẳng hay cao đẳng nghề phù hợp với mình rồi, thì các em mới bắt đầu chọn trường. Rất nhiều khi các em học trò mình lại đi ngược lại, chọn trường trước khi chọn ngành. Nhưng thật ra quan trọng nhất là các em phải chọn ngành trước, rồi mới khoanh vùng xuống để chọn trường. Phần này đòi hỏi các em phải biết rằng các em có thể học gần hay học xa nhà, tình trạng kinh tế gia đình cho các em học ở đâu, học lực cho phép các em thi vào đâu. Nếu các em không đủ sức thi vào đại học, các em có thể học ngành tương tự ở cao đẳng hay trường nghề. Vậy thì chúng ta hãy nhìn xem, ví dụ như chúng ta nhìn vào chương trình cao đẳng đi, thì chúng ta sẽ thấy nếu các em muốn học ở thành phố Hồ Chí Minh thì các em vào trong vùng thành phố Hồ Chí Minh và kéo xuống để nhìn. Ở đây chúng ta lấy ví dụ là em học sinh ấy biết rằng mình thích học ngành công nghệ thực phẩm ở trường cao đẳng Bách Việt thì em sẽ bấm vào đây. Rồi em sẽ tìm hiểu thêm ngành này muốn học ở đây thì thi khối nào, chỉ tiêu ra sao, cần những gì. Trong giai đoạn tìm hiểu về thông tin và để chọn trường thì chúng ta phải giúp cho các em lưu ý rằng điều quan trọng nhất là chất lượng giảng dạy và cách cư xử đối với sinh viên ở nơi ấy. Các em đừng nên chọn một nơi nào đó vì nghe bạn bè nói nó rất hay, trên TV khen, hay là vì các trường ấy đã đến trường của mình để nói chuyện. Có rất nhiều trường cao đẳng đào tạo rất tốt, tốt hơn đại học nhiều, do đó cũng đừng vì một trường mà đại học mà mình lại theo trường ấy. Để biết đường chất lượng của trường, các em có thể vào Google để tìm diễn đàn trường ấy. Ở đây tôi cho ví dụ, các anh chị có thể nhìn vào đây là một diễn đàn của trường Hublit. Ở đây chúng ta có thể thấy một sinh viên nói về việc mới bước vào ngôi trường, cảm giác phấn khởi như thế nào, như thế nào. Qua những diễn đàn như thế này, đặc biệt dĩ nhiên là chúng ta sẽ không tin 100% tất cả diễn đàn ở đây. Nhưng mà đó là một cách bắt đầu tốt nhất để cho các em có thể tìm hiểu được chất lượng và cách mà sinh viên được đối xử như thế nào và sinh viên yêu quý ngôi trường ấy như thế nào. Một cách khác mà các em có thể tìm hiểu về trường mà mình sẽ đăng ký vào để thi, đó là tới tận nơi để thăm trường. Hãy đến tận nơi xem trường như thế nào, phòng ốc ra sao, nhìn xem thử các thầy cô giảng dạy như thế nào, văn phòng đoàn có giúp các em nhiều hay không. Tất cả những điều đó rất quan trọng trong việc chọn một trường để các em vào. Bàng hoàng lớn nhất mà các em học trò cũng như cha mẹ của họ lo lắng nhất, đó là sau khi đi làm, sau khi học xong, làm sao kiếm được việc làm. Đã ở trình độ cấp 3 rồi thì các em phải đọc thêm tin tức rất là nhiều, đặc biệt là những tin tức tốt để hiểu, tăng thêm kiến thức về lĩnh vực dự báo nhân lực. Ở đây có một trang dự báo nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh, có những thông tin về thị trường lao động rất là hay. Các em cần phải đọc nhiều, tìm hiểu nhiều để hiểu rằng để có được một công việc tốt, không hoàn toàn chỉ dựa vào em học ở trường đại học nào, em ra trường bao nhiêu điểm, em có quen biết ai hay không. Thật ra để có được một công việc tốt dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Để có được việc làm sau khi tốt nghiệp một chương trình đào tạo, các em học sinh phải rất năng động trong lớp học, không chỉ học từ thầy cô trong lớp mà còn học từ bạn bè và xã hội ngoài lớp học nữa. Các em nên tham gia công tác đoàn thể, từ thiện, thể thao và câu lạc bộ. Các em nên ít chơi game và dùng Facebook lại mà ra ngoài giao lưu và tham gia các hoạt động xã hội. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy sinh viên của trường FPT giao lưu văn hóa tại Philippines. Tất cả những chương trình này khi sinh viên vào tham gia, điều đó có nghĩa là các em phải rất là cố gắng nhiều, phải hoạt động nhiều. Và miễn là đi tham gia thì các em sẽ học được rất nhiều những điều mà các em không thể học được ở trong lớp. Các anh chị có thể giúp cho các em hiểu về việc hoạt động rất nhiều trong thời gian đi học để giúp cho khả năng kiếm việc sau này bằng cách cho các em xem một bản mô tả công việc. Ở đây Phoenix dùng bản mô tả công việc của chuyên viên môi giới đầu tư để giới thiệu đến cho các em.
Nếu chúng ta nhìn vào bảng mô tả công việc này, thì cũng như bình thường họ sẽ nói rằng công việc này cần gì đó, sẽ có mức lương căn bản như thế nào, làm ở đâu. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào yêu cầu công việc thì sẽ thấy bên cạnh một năm kinh nghiệm thì các em cần phải có điều gì? Năng động, nhiệt huyết trong công việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi, thái độ làm việc trung thực, nhanh nhẹn và nghiêm túc, có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng đội nhóm, ưu tiên tốt nghiệp các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh tế, marketing. Nhưng không hề nói rằng các em phải học từ ngành tài chính, hoặc chỉ ngân hàng, hoặc chỉ kinh tế, hoặc chỉ marketing. Điều đó có nghĩa rằng miễn là các em học một trong bốn ngành này hoặc các ngành liên quan tới kinh doanh, nhưng có được những khả năng này thì các em vẫn có khả năng được tuyển dụng. Vậy thì điều quan trọng nhất để các em có thể kiếm được một việc làm phù hợp và các em yêu thích, các em phải chứng minh được với người phỏng vấn của mình trong một buổi phỏng vấn tìm việc làm, trong một tờ đơn xin việc làm rằng tôi có những kỹ năng mà anh, chị, ông, bà cần. Và để chứng minh được điều đó, trong lúc học, các em phải học đúng ngành để các em học thật tốt. Các em có thời gian rảnh để các em sinh hoạt ngoại khóa, tăng thêm những kỹ năng khác. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta đã nói đến làm sao giúp cho các em tìm hiểu được bản thân, nhận thức bản thân, hiểu được mình thích gì và mình giỏi gì. Sau đó, chúng ta đã nói đến việc làm sao giúp cho các em thu thập được những thông tin để cho các em tìm hiểu về các ngành đào tạo phù hợp với bản thân mình, với hoàn cảnh kinh tế và hoàn cảnh gia đình của mình. Bước cuối cùng, sau khi các em đã có được sự hiểu biết về bản thân, sự hiểu biết về thị trường tuyển dụng hoặc thị trường đào tạo, những tác động và ảnh hưởng lên mình, thì đã đến lúc các em có được một kế hoạch nghề nghiệp tốt. Các em chỉ việc làm 4 bước hành động, xác định mục tiêu là mình sẽ thi vào ngành nào, ở trường nào, ở vùng nào. Các em nộp đơn vào đó, các em học để ôn thi. Và sau đó, sau khi học, các em đánh giá xem quyết định này của mình đúng hay chưa. Nếu như quyết định ấy không đúng lắm, hoặc là các em có một vài thay đổi trong lúc các em trưởng thành, học hỏi thêm, điều đó không sao cả, các em lại đi trở lại tìm hiểu bản thân, tìm hiểu thị trường tuyển dụng, những tác động ảnh hưởng lên mình và một lần nữa thành lập ra 4 bước hành động. Đó là mô hình lập kế hoạch nghề mà các em có thể làm được từng bước và từng bước một ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời của các em. Các anh chị thân mến, vừa rồi Phoenix đã ngắn gọn đưa ra những bước mà chúng ta có thể làm để giúp một em học trò khi bước chân vào phòng tư vấn hướng nghiệp làm sao để phát triển được các năng lực hướng nghiệp. Năng lực đầu tiên là nhận biết bản thân, năng lực thứ hai là hiểu về thị trường đào tạo và thị trường tuyển dụng, và năng lực thứ ba là làm sao để xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch nghề nghiệp của bản thân.